Chào các em học sinh thân mến, tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em học Unit 3 My Things. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng học về những đồ hoặc là thứ nha các em. Things có nghĩa là đồ hoặc là thứ của tôi. Lesson 1, bài 1. 1. Listen, point and repeat. Trong bài 1 các em sẽ cùng nhau lắng nghe, chỉ vào và lặp lại cho cô nhé. 1. Chúng ta có TV. TV, DVD player là máy nghe đĩa DVD, CD player máy nghe nhạc CD, MP3 player máy nghe nhạc MP3, đúng chưa? MP3 player. Camera là máy chụp hình. Camera. Turn on có nghĩa là bật công tắc nha các em. Chúng ta bật hoặc là mở. Turn on. Và chúng ta có Turn off có nghĩa là tắt. Turn off là tắt. Trong bài 2, các em sẽ cùng nhau lắng nghe và đọc cho cô nhé. Chúng ta có ba bạn là bạn Leo, Amy và Max. Leo: Amy, can you turn on the TV please? Như vậy chúng ta có cụm từ turn on the TV có nghĩa là mở TV hoặc là bật TV. Can you turn on the TV please? Max: Watch this. Max: Hãy xem này. Watch this. No, I like my book. Không, mình thích cuốn sách của mình. Your book is boring. Chúng ta có từ boring là chán. Cuốn sách của bạn thì chán. No, it isn't. Không. 2. Holly và Leo. Can I use your computer, Leo? Chúng ta có cụm từ use computer có nghĩa là sử dụng. Mình có thể sử dụng cái máy tính của bạn được không, Leo? Yes, you can. Có thể. Do you have a school shop project? Cô có từ project là dự án nha các em. Bạn có dự án ở trường hả? Yes, đúng vậy. It's about space. Chúng ta đã học từ space có nghĩa là về không gian hoặc là vũ trụ, đúng chưa? Đó là về không gian vũ trụ. Số 3. Holly và bạn Max. Leo, I think it's broken. Cô có từ broken có nghĩa là bị hư, hỏng. I think it's broken. My book is about space, Holly. Cuốn sách của mình cũng nói về không gian đó, Holly. You can read it. Bạn có thể đọc nó. Well, okay. 4. Max, Holly, can I have my book, please? Mình có thể có cuốn sách của bạn được không? No, it's great. Không, nó thật là tuyệt vời. Great, great, tuyệt vời. Chúng ta sẽ chuyển sang bài 2, lắng nghe và lặp lại cho cô. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tính từ sở hữu nha các em. Có 3 từ, đó là từ your, our và từ there. Các em hãy quan sát cho cô nhé. Cô có this is your CD. Đây là cái CD của bạn. Như vậy cô có cái từ you. Chúng ta chuyển sang your là của bạn. That's our camera. Đó là cái máy ảnh của chúng ta. Như vậy chúng ta bình thường chúng ta có từ we. Chúng ta sẽ đổi lại là từ our. Từ này chúng ta đọc là our. Our nhé. That's their CD player. Đó là những cái máy CD của họ. Như vậy cô có họ là từ they. Chúng ta sẽ chuyển qua là từ there. There. Và ba cái này chúng ta gọi là tính từ sở hữu nha các em. Your là của bạn. Our là của chúng tôi. Và there là của họ. Như vậy các em nhớ ghi cho cô ba cái từ này vào vở để học nhé. Your là của bạn. Our là của chúng tôi.
và their là của họ. Ok. Trong bài 3, các em hãy cùng nhau điền cho cô ba cái chữ your, our và their vào chỗ trống. Is this your computer? Đây có phải là cái máy tính của bạn không? Phải. À, nó là máy tính của chúng ta. Như vậy đây là cái máy tính và đây là chúng ta, đúng chưa? Như vậy đây là một cái máy tính chúng ta có dùng chung ở trường. Như vậy chúng ta có từ chúng ta là từ chúng ta hoặc chúng tôi. Chúng ta sẽ điền ở đây là từ our. It's our computer. Rồi qua bức tranh số 2, các em thấy nè, cái bạn gái này đúng không, đang nói với, à, đang nói là hai cái bạn nam này, con chó của họ đúng không, hai người con chó của họ thì nhỏ. Như vậy chúng ta có từ của họ là their. Con chó của họ thì nhỏ, còn con chó của chúng ta đúng không các em? Đây hai bạn, con chó của chúng ta hoặc là của chúng tôi. Our dog is big. Chó của họ thì nhỏ, còn chó của chúng ta thì to. Bức tranh số 3, bạn nam bạn hỏi là, à, bạn hỏi bạn gái này, đây có phải là cái player MP3 của bạn không? Is this your player MP3 player? Sau đó bạn gái này mới nói là không. Đúng chưa? Nó là của họ. Đây là của hai cái người này. Như vậy của họ thì chúng ta sẽ có từ từ their. No, it's their MP3 player. Sang bài 4, các em hãy cùng nhau viết cho cô nhé. Chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu là can, có thể là xin phép. Can he have dinner at our house? Chúng ta có cụm từ have dinner, có nghĩa là ăn tối. À, cậu ấy có thể ăn tối ở nhà của chúng ta được không ạ? Như vậy đối với câu bắt đầu bằng từ can đó thì chúng ta sẽ có hai đáp án, một là yes, hai là no như các em. Như vậy trong trường hợp này họ hỏi là he, can he, thì chúng ta sẽ trả lời là yes, he can. Rồi qua bức tranh số 2, các em có thể thấy, can we turn on the TV? À, chúng ta có thể bật TV được không ạ? Turn on là bật lên. Ok. Như vậy các em thấy vẻ mặt của mẹ là không cho phép. Như vậy chúng ta sẽ ghi là no, you can't. À, không, các con không được. No, you can't. Họ hỏi we thì chúng ta trả lời là you. Tiếp tục trong câu số 3, chúng ta có can I use your computer? Mình có thể sử dụng được máy tính của bạn không? À, bạn này rất là vui vẻ, đúng chưa? Như vậy nếu mà bạn cho thì mình sẽ nói là yes, you can, bạn có thể. Rồi trong câu số 4, chúng ta có can we listen to our CD? À, chúng ta có thể xem, có thể nghe được cái đĩa CD không? Ok, như vậy các em thấy là, à, người này không cho. Nếu mà không cho thì sẽ là no nhé các em. No, you can't. No, you can't. Như vậy các em nhớ cho cô là nếu chúng ta có no thì phải có cái chữ can't đằng sau nhé các em. Can't. Ok, như vậy là lesson 2 của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo. Goodbye.